Chia Betna giúp hạ đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường. Xin kính chào quý vị, rất vui được chào đón quý vị trong chương trình Sống khỏe với bệnh đái tháo đường tuần này. Thưa quý vị, đối với người khỏe mạnh, ăn uống sao cho đủ chất, đảm bảo sức khỏe đã là một vấn đề không hề đơn giản, làm rất nhiều chị em phụ nữ đau đầu lựa chọn thực phẩm cho các bữa ăn trong ngày. Nhưng đối với những người bệnh đái tháo đường, dường như sự phức tạp này còn tăng gấp bội. Chính vì vậy, Sống khỏe với bệnh đái tháo đường tuần này xin dành thời lượng 15 phút của chương trình ngày hôm nay để giúp người đái tháo đường tìm hiểu về vai trò dinh dưỡng trong điều trị bệnh, cũng như lựa chọn những thực đơn vừa ngon miệng, vừa ổn định đường huyết, đảm bảo sức khỏe. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chế độ ăn cùng với tập luyện và dùng thuốc là ba phương pháp chính điều trị bệnh đái tháo đường. Trong đó, chế độ ăn luôn là biện pháp cần được thực hiện đầu tiên. Chế độ ăn có tác dụng tốt ở đại đa số các bệnh nhân đái tháo đường trên 3 phương diện chính là điều chỉnh cân nặng, hạn chế làm tăng đường máu và làm giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch. Có một số bệnh nhân đái tháo đường type 2 kiểm soát tốt đường máu chỉ nhờ thực hiện tốt chế độ ăn và tập luyện mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện chế độ ăn điều trị bệnh đái tháo đường thường bị thất bại do vấp phải những thói quen xấu hoặc sự thiếu hiểu biết của người bệnh và người nhà, hoặc do sự phức tạp của chế độ ăn khi đã có các biến chứng của đái tháo đường, nhất là biến chứng thận. Do đó, các bệnh nhân đái tháo đường cần có sự tư vấn của các bác sĩ dinh dưỡng. Thưa quý vị, khi một người mắc đái tháo đường, họ sẽ nhận được những tư vấn từ bác sĩ về tầm quan trọng của dinh dưỡng trong điều trị bệnh. Tuy nhiên, với mỗi bệnh nhân, những suy nghĩ băn khoăn của từng người về chế độ ăn lại khác nhau. Làm sao để có thể vừa đảm bảo sức khỏe, kiểm soát tốt đường huyết mà thói quen ăn uống sinh hoạt không bị xáo trộn quá nhiều và vẫn giữ được sự ngon miệng khi ăn? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của anh Lê Tạ Tuấn, một người vừa phát hiện mắc đái tháo đường. Một lần khám tổng quát do cơ quan tổ chức phát hiện ra là cái đường huyết nó 7.8, người thấy mệt. Ngày hôm nay đến đây khám thì bác sĩ sau khi làm xét nghiệm thì bác sĩ tôi phát hiện ra là cái đường huyết của tôi tăng tới 15. Tình cờ biết mình mắc đái tháo đường, mọi tình huống về bệnh đều ngổn ngang trong đầu anh Tuấn. Phải làm sao để chung sống hòa bình với căn bệnh? Cũng rất là băn khoăn sau khi mà ăn sáng thì đường huyết là cao thế thì tôi cũng phải lên vào khám để xin ý kiến tư vấn của bác sĩ về chế độ dinh dưỡng một cách nó tốt nhất và khoa học nhất để có thể là hạ cái đường huyết của mình. Những băn khoăn này của anh Lê Tạ Tuấn đã được thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường, quản trị trang web đái tháo đường.vn giải đáp hết sức chi tiết để anh hiểu đúng và dễ dàng áp dụng. Tôi xin bác sĩ một câu hỏi là tôi bị đái tháo đường ấy thì có phải kiêng kem tuyệt đối và không nên ăn đường nhiều không? Tôi nói luôn là chúng ta hoàn toàn không phải kiêng, chúng ta vẫn được phép ăn một số những cái chất đường, và cái chất đường đấy nó có thể là chế biến thức ăn hoặc là pha chế thức ăn và nó tạo ra vị ngon và chúng ta hoàn toàn có thể được phép dùng. Tuy nhiên là chúng ta cần phải tức là một ngày chúng ta có một cái tổng số, ví dụ chúng ta cái nhu cầu là 150g từ các cái chất bột đường, thì nếu chúng ta ăn nhiều cái chất đường mà nó ở dạng hoa quả hoặc là thậm chí là đường kính thì chúng ta bớt các cái chất đường từ các cái dạng khác đi. Xin bác sĩ cho biết là tại sao mà nhiều người bị đái tháo đường ấy phải kiêng kem tuyệt đối? Cái từ mà ăn kiêng ấy, trong cái từ nháy nháy ấy, thì cách đây độ khoảng hơn 40 năm, thế giới người ta đã thay cái từ ăn kiêng, cái từ diet ấy, sang thành một cái tập hợp từ khác là gì? Là chế độ ăn hợp lý và khoa học. Chứ không phải là ăn kiêng, vì ăn kiêng nó gợi cho chúng ta một cái khái niệm là chúng ta có thể ăn cái này hoặc là không được ăn cái kia. Ví dụ như là chẳng hạn như chúng ta không được ăn chất béo chẳng hạn, không được ăn mỡ chẳng hạn, không được ăn lòng đỏ trứng chẳng hạn, thì cái từ đấy bây giờ là sai. Chúng ta vẫn có thể được ăn với mức độ hợp lý. Với mức độ hợp lý, chúng ta không phải là kiêng tuyệt đối ra khỏi chế độ ăn. Tôi phải ăn như thế nào để mà vừa đủ chất vừa không bị tăng đường huyết? Với trường hợp cụ thể của anh
Thì hiện nay là anh đang có một cái cân nặng 65 cân và cao ở mét tầm 60. Và tiêu chí theo cái cân nặng tốt thì anh đang hơi dư cân. Hơi dư cân. Ví dụ như anh cao mét 60 thì anh chỉ nên nặng tầm khoảng 57, 58 cân thôi. Và như vậy anh đã thừa khoảng 7, 8 cân gì đó. Vậy thì cái đường máu của anh thì là trung bình 3 tháng thì là hơi cao, tức là 6,8%. Những cái đường máu sau ăn, ví dụ như sáng nay của anh nó có rất lý thú là gì? Anh ăn bún cá mà đường máu từ 7,8 nó lên 15,9. Mọi người thì cứ khuyên bệnh nhân đái tháo đường là ăn bún vì nghĩ rằng là bún ít đường. Nhưng thực tế trả lời câu hỏi của anh là bún nó cũng rất nhiều đường. Vì nó làm cho đường máu của anh nó tăng từ 7 cho đến 15, tức là hơn gấp đôi, đúng không ạ? Vậy thì bún cũng nhiều đường như các cái thức ăn khác. Hiện giờ thì anh nên ăn giảm cái khẩu phần đi, giảm đều tất cả khẩu phần, từ chất béo này, từ chất đạm này, từ chất bột này, để làm gì? Mục đích là gì? Chúng ta giảm cái lượng cân nặng đi. Và anh nên đo cái đường máu sau khi ăn để mình điều chỉnh cái khối lượng sao cho gì? Khi ăn đường máu nó không quá cao, nó không quá vượt quá 11 là được. Và lúc xa bữa ăn, ví dụ như là chúng ta ăn từ sáng và đến 12 giờ, chúng ta chuẩn bị ăn bữa mà cái đường máu nó lại không bị tụt xuống, ví dụ chúng ta lại lúc đấy là đường máu lại xuống còn có 3,5 chẳng hạn, thì chế độ ăn đấy cũng không hợp lý. Anh đi nhậu một tuần bao nhiêu lần? Một lần. Một lần một tuần đúng không ạ? Và nhậu chúng ta đi uống rượu chúng ta không hề hãm cái khối lượng ăn đúng không ạ? Chúng ta cứ ăn tự nhiên thoải mái đúng không ạ? Thế bây giờ anh cần phải có một cái phản xạ là hãm một chút. Ví dụ mình vẫn có thể là đi giao lưu với xã hội, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải có những cái cuộc, những cái bữa ăn ngoại giao như vậy. Nhưng trong cái bữa ăn như thế thì thay vì trước kia anh ăn, ví dụ như là 10 miếng, gắp 10 lần miếng thịt chẳng hạn, thì anh gắp 7 lần thôi chẳng hạn. Đấy là cái cách mà chúng ta hạn chế được cái số calo đưa vào. Chúng ta ăn xong về chúng ta phải thử lại đường máu để xem cái việc mình điều chỉnh đấy nó đã hợp lý hay chưa. Cà phê thì... Cà phê đấy anh vẫn uống được, cà phê nó lại giúp cho não hoạt động nhiều cho nên nó tiêu thụ đi nhiều đường. Còn hoa quả thì... Hoa quả thì khi anh ăn nhiều hoa quả, không kiêng bất cứ loại hoa quả nào. Nhá. Khi chúng ta ăn nhiều hoa quả lên thì chúng ta bớt cái chất bột đi, bớt cơm, bớt mì, bớt phở, bớt bún đi. Vâng, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý vị đã hiểu thêm được tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng và phần nào biết được cách thức áp dụng sao cho phù hợp với bệnh trạng của mỗi người. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tặng quý vị một thực đơn mẫu cho người bệnh đái tháo đường. Mong rằng với mẫu thực đơn này, quý vị có thể tham khảo và xây dựng những bữa ăn vừa ngon miệng lại tốt cho sức khỏe. Sống khỏe với bệnh đái tháo đường tuần này xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Thứ hai và thứ năm, 7 giờ, sữa đậu nành 200ml, bánh mì gối 2 lát 50g, 9 giờ, khoai lang luộc 80g, 11 giờ, cơm 1 lưng bát 70g gạo, thịt bò xào đỗ đũa, thịt bò 70g, đỗ đũa 100g, dầu ăn 5g, mận 3 quả 60g, 15 giờ, thanh long 100g, 19 giờ, cơm 1 lưng bát 70g gạo, củ cải kho thịt, củ cải 100g, thịt nạc 30g, dầu ăn 5g, rau muống luộc 1 đĩa 200g, cam 1/2 quả 150g. Thứ 3, thứ 6 và chủ nhật 7 giờ, phở gà, bánh phở 150g, thịt gà xé 30g, hành lá, rau thơm. 9 giờ, sữa đậu nành 200ml. 11 giờ, cơm 1 lưng bát 70g gạo, thịt nạc diêm 60g, rau cải luộc 150g. 15 giờ, chuối 1 quả nhỏ 70g. 19 giờ, cơm 1 lưng bát 70g gạo, trứng gà ốp lết 1 quả, khoai tây xào, khoai tây 80g, canh rau ngót 50g, quýt 1 quả 80g. Thứ tư và thứ bảy, 7 giờ, cháo thịt nạc, gạo tẻ 20g, thịt nạc 20g, hành lá, rau thơm.
9 giờ, thanh long 100g. 11 giờ, cơm một lưng bát 70g gạo, đậu phụ rán, đậu phụ 150g, dầu ăn 5g. Canh bí xanh nấu tôm, bí xanh 150g, tôm 30g. 15 giờ, khoai lang luộc 100g. 19 giờ, cơm một lưng bát 70g gạo, thịt bò xào thập cẩm, thịt bò 40g, su su 100g, cà rốt 50g, dầu 5g. Canh rau mồng tơi 100g, cam 100g.